Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 12. Thưa quý vị, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đến thời khắc thiêng liêng của lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Lúc này thì không khí đón mừng cho đêm Noel đã rất rộn ràng tại các giáo xứ, và hiện nay thì ngày lễ này không chỉ dành riêng cho các tín đồ theo đạo Thiên Chúa mà tất cả mọi người cũng hòa cùng niềm hân hoan của dịp lễ. Xin được chúc mọi người đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và hãy nhớ đảm bảo phòng dịch an toàn để ngày lễ diễn ra thật ý nghĩa. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nghe và cho ý kiến một số đề án báo cáo tờ trình trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Giáo xứ Thuận Nghiệp tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Xử phạt hành chính đối tượng sử dụng tàu cá có chiều dài 13m và dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ họp thứ 32 nghe và cho ý kiến một số đề án báo cáo tờ trình trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin kết quả công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Bình trong chuyến công tác nước ngoài cùng đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hàn Quốc và Ấn Độ. Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về chủ trương tiếp nhận tài trợ, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị dịch vụ Đồng Châu Quay Vinh, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, báo cáo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tân Trường tại xã Thụy Xuân và xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, đề án phát triển ngành công thương giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các sở, ngành địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích về sự cần thiết, tầm quan trọng của khu đô thị dịch vụ trong thu hút đầu tư vào khu kinh tế. Đồng chí thống nhất cao với chủ trương xây dựng khu đô thị dịch vụ Đồng Châu Quay Vinh. Về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tân Trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí quy hoạch thành một khu đồng bộ liên hoàn để đón đầu làn sóng đầu tư vào khu kinh tế. Do vậy, cần khẩn trương quy hoạch và tìm được nhà đầu tư thực sự có tiềm lực mạnh để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát huy hiệu quả của khu công nghiệp đô thị dịch vụ này. Chúng ta cần khẩn trương quy hoạch và sau đó tiến hành các thủ tục để sớm đưa khu này vào hoạt động và thu hút đầu tư. Và phải tìm được nhà đầu tư mà có tiềm lực và sẵn sàng các cái đối tác thứ cấp để vào đầu tư ngay, đầu tư nhanh chóng. Thêm vào đó thì đường ven biển qua đoạn này mà trong quy hoạch là trùng với tuyến đường cao tốc ven biển thì cũng là một điều kiện rất lớn để chúng ta đẩy nhanh tiến độ cũng như phát huy cái vai trò tác dụng và hiệu quả của cái khu công nghiệp này. Và trong đó thì cũng đã quyết định cái việc chúng ta quy hoạch chung trong khu này một cái khu cảng cạn IDC để mà qua đó chúng ta một mặt là thu hút và tạo điều kiện cái việc luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, mặt khác cũng là cái nơi mà làm cơ sở để chúng ta phát triển các cái cảng biển trong khu vực của dọc bờ biển Thái Bình, chúng ta gọi chung là cảng Thái Bình. Đối với đề án phát triển ngành công thương giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến về định hướng không gian phát triển, định hướng ngành có phù hợp với thực tiễn của tỉnh không, định hướng về thương mại dịch vụ đã rõ nét chưa, các giải pháp có phù hợp, có tính đột phá để tạo sự bứt phá trong thời gian tới không, cần thiết phải bổ sung thêm những nhiệm vụ, giải pháp gì. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị nội dung để tham gia ý kiến tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào kỳ họp tới. Tiếp đó, trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thảo luận cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2021, chương trình kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 và một số nội dung về công tác xây dựng Đảng. Đã có gần 30 lượt ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2021. Chương trình kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022, kế hoạch luân chuyển điều động cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2025, quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử,
quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, quy định về việc tổ chức lễ tang, nghi thức thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi từ trần và một số nội dung công tác cán bộ. Kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác kiểm tra lần này chủ yếu kiểm tra trách nhiệm của các địa phương trong công tác quản lý và sử dụng đất trên cơ sở căn cứ vào quy hoạch đã được ban hành để tránh tình trạng sử dụng đất sai mục đích, giao đất trái thẩm quyền. Đồng chí nhất trí việc điều chỉnh kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Đồng chí lưu ý phải giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác xây dựng kế hoạch cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện bằng kết quả cụ thể, không chung chung hình thức. Giám sát Ban Cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chương trình số 2, tập trung vào việc đảm bảo về chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy trình để chỉ ra những mặt mạnh, mặt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế để điều chỉnh kịp thời, trong đó phải gắn với việc kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu, tổng hợp và sửa đổi bổ sung và hoàn thiện dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 để báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cơ bản nhất trí với ý kiến của các đại biểu về kế hoạch luân chuyển điều động cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2025, quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số nội dung về công tác cán bộ. Chiều nay, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Gần chục năm qua, các cấp bộ ngành địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết số 21 và đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Ban tuyên giáo một số tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết một cách bài bản, thường xuyên và có hiệu quả. Tiêu biểu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Thái Bình. Đến hết năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 16 triệu người, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 13,3 triệu người, đạt 27% lực lượng lao động. Thảo luận tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, trao đổi chia sẻ những khó khăn bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 21. Để vừa đảm bảo cái an sinh xã hội, vừa thực hiện tốt hơn chính sách người có công và nhất là làm cái nền tảng để phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn, bền vững hơn. Và vì thế, đến tháng 9 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành chỉ thị số 33 về tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua hơn một năm thực hiện chỉ thị thì chúng tôi nhận được những cái chuyển biến rất là rõ nét, rõ rệt và đạt được nhiều kết quả rất là quan trọng. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tăng lên gấp đôi. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội là 24,9%. Số tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng rất cao, tăng khoảng 12% so với 5 năm trước đây. Số người tham gia bảo hiểm y tế đã tăng lên từ 67% vào năm 2013, thì đến nay đã đạt 87,9%. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũng kiến nghị đề xuất một số vấn đề nhằm tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Ví dụ như là giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, hay là cho phép đóng một lần với cái thời hạn trước khi nghỉ hưu dài hơn, hiện nay đang là 10 năm thì có thể tăng lên 15 năm, sẽ có sức thu hút hơn, nhất là đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và kịp thời ban hành đầy đủ các cái văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện ở địa phương, ở cơ sở, và đặc biệt là tạo điều kiện tốt hơn cho các cơ sở y tế tư nhân và các tổ chức y tế ở cơ sở tham gia đầy đủ và thuận lợi hơn vào trong các cái chính sách bảo hiểm y tế, để chúng ta qua đại dịch chúng ta thấy là cần phải phát triển mạnh mẽ hơn y tế tư nhân và y tế cơ sở. Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nhóm nhiệm vụ giải pháp theo tinh thần nghị quyết của Trung ương về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, có chính sách hỗ trợ cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, khoảng 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội,
khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển và Quỹ Phát triển Đất tỉnh Thái Bình, đánh giá tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Cơ quan Điều hành Quỹ Đầu tư Phát triển Thái Bình và Quỹ Phát triển Đất tỉnh Thái Bình đã tham mưu và chuẩn bị các nội dung có liên quan, giúp Hội đồng Quản lý các quỹ chỉ đạo giải quyết các công việc đúng thẩm quyền, điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế làm việc. Qua đó, hoạt động của các quỹ đã kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Quỹ Đầu tư Phát triển cân đối lại nhiệm vụ năm 2022, tính toán giải pháp tăng doanh số hoạt động, tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan, tập trung nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo sớm có phương án đầu tư phù hợp để triển khai thực hiện. Quỹ Phát triển Đất tập trung phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và đơn vị ủy thác trong việc thu hồi vốn ứng đến hạn để tăng vòng quay sử dụng vốn, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Quản lý Quỹ, linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với các cơ quan trung ương và tỉnh Thái Bình tổ chức đối thoại về chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Trên quan điểm thẳng thắn, cởi mở, diễn đàn thảo luận nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số và thương mại điện tử, đổi mới cơ chế chính sách cho phù hợp. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng nhà nước tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm tiếp cận được với đất đai, mặt bằng triển khai dự án. Trong thời điểm này thì công ty chúng tôi chuẩn bị tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bình Minh. Muốn phát triển tốt cho kinh tế doanh nghiệp thì cần phải có mặt bằng, cần phải có đất. Thì đề nghị rằng Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành hãy tạo điều kiện cho công ty chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp kiến nghị ngành ngân hàng cần tính toán ưu tiên hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua đại dịch. Bên cạnh đó, mong muốn rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đầu tư. Trong cái giai đoạn kinh tế đổi mới, các cái văn bản pháp luật ban hành ra mới và liên tục thì rất cần phải có những cái cán bộ là có trình độ chuyên môn cao và phải nghiên cứu và đặc biệt là phải có cái tâm và phải nghĩ đến cái việc là đây là đang hỗ trợ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển để làm sao cho doanh nghiệp sớm được hoàn tất các cái thủ tục sớm nhất thì doanh nghiệp đi vào đầu tư sớm và đem lại cái lợi ích, thì đem lại xây dựng lại cái giá trị thì đó ở địa phương đó sẽ là phát triển. Trong khuôn khổ diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kinh tế số Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ đánh giá cao quyết tâm cũng như các giải pháp mà tỉnh Thái Bình đã kịp thời đưa ra để kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo môi trường an toàn cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, mà còn ấn tượng với những thành tựu nổi bật mà Thái Bình đã đạt được trong năm 2021. Đó là tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tăng 6,68%, cao thứ 14 toàn quốc. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 90%, đứng thứ hai cả nước. Các cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa trong dịch và sau dịch thì có hai cái bài phát biểu mà tôi thấy là nó rất là thực tế, tức là cái bài toán về chuyển đổi số. Đây là một cái viện mà đã giúp được một số tỉnh đã làm được cái chuyển đổi số. Và hôm nay cũng về đây và người ta cũng có cam kết là phối hợp với tỉnh và phối hợp với Hiệp hội tỉnh Thái Bình để làm sao mà chuyển đổi số nhanh nhất cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái thứ hai là giải quyết vấn đề lương hàng tháng nhanh cho các cái người lao động trong doanh nghiệp. Về phía tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cam kết sẽ luôn luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời ban hành và triển khai các cơ chế hỗ trợ của trung ương và địa phương đến doanh nghiệp, người lao động. Tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử nhằm tạo môi trường thông thoáng, thu hút hấp dẫn nhà đầu tư. Tiếp theo là các thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay. Trong 24 giờ qua, Thái Bình ghi nhận 61 ca COVID-19 mới,
trong đó có 3 ca cộng đồng, còn lại trong khu cách ly. Các ca cộng đồng được ghi nhận tại xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư 1 ca, liên quan đến ca F0 ngoài tỉnh, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình 1 ca, qua sàng lọc người có triệu chứng đến cơ sở y tế khám bệnh, và 1 ca tại thị trấn Tiền Hải liên quan đến ca F0 tỉnh ngoài. 58 ca còn lại ghi nhận trong khu cách ly. Như vậy đến nay Thái Bình đã ghi nhận 2.176 ca mắc COVID-19 mới tính từ đợt dịch cao điểm ngày 10 tháng 11 năm 2021. Hôm nay Thái Bình có 64 bệnh nhân COVID-19 ra viện, trong đó bệnh viện dã chiến tại ký túc xá Đại học Thái Bình 53 bệnh nhân, bệnh viện Nhi 6 bệnh nhân, bệnh viện Phổi 5 bệnh nhân. Đến nay tỉnh Thái Bình đã thực hiện trên 2.336.000 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19, cụ thể gần 144.000 mũi tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đạt 95,67%. Gần 2.193.000 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó 97,23% người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, 79,09% người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, gần 88.000 người tiêm đủ 3 mũi vaccine Abdala, trên 7.700 người tiêm mũi 3 bổ sung, trên 17.000 người tiêm mũi 3 nhắc lại. Bắt đầu từ ngày mai 25 tháng 12 đến hết ngày 28 tháng 12, tỉnh Thái Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 32, đối với 60.000 liều vaccine AstraZeneca và hơn 56.000 liều vaccine Pfizer. Đối tượng ưu tiên được tổ chức tiêm theo thứ tự, người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 AstraZeneca từ 4 tuần trở lên, tiêm liều bổ sung cách mũi 2 ít nhất 28 ngày đến 3 tháng đối với người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi AstraZeneca hoặc Verocell có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng. Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca hoặc Verocell là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đối với vaccine Pfizer, tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer. Thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố. Số ca mắc mới, số bệnh nhân nặng, số ca tử vong có xu hướng tăng. Trong tỉnh, số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng gia tăng và nguy cơ mất kiểm soát ở một số địa bàn. Để ngăn chặn kiểm soát không để gia tăng các trường hợp F0 trên địa bàn tỉnh, không để dịch COVID-19 lây lan, diễn biến nhanh, phức tạp và không được kiểm soát, hạn chế tối đa các trường hợp F0 chuyển nặng, phấn đấu không để xảy ra trường hợp tử vong do COVID-19 và chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron. Chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện số 11 gửi Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, trong đó yêu cầu 1. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được ban hành theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, được đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Vận dụng hiệu quả các nguyên lý, 3 trụ cột phòng chống dịch, cách ly, xét nghiệm, điều trị, và công thức 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức của nhân dân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sát với thực tế diễn biến dịch tại địa phương, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Riêng đối với các hoạt động hội họp cần thiết phải tổ chức để triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, thì cơ quan đơn vị chủ trì tổ chức phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhất là yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khử khuẩn, tiết giảm tối đa quy mô, số lượng, phạm vi tổ chức, cơ quan đơn vị liên quan không cử người tham dự là các trường hợp F1, F2 và chủ động xét nghiệm tầm soát trước khi tham dự. Các cơ quan đơn vị địa phương rà soát, bổ khuyết kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch để sẵn sàng với các tình huống dịch theo phương châm 4 tại chỗ và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan đơn vị địa phương, đảm bảo an toàn cho người đến làm việc, quán triệt cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, gương mẫu, không tham gia các sự kiện hoạt động tập trung đông người khi không thực sự cần thiết hoặc không được người có thẩm quyền phân công, hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện liên hoan tổng kết cuối năm, trường hợp đặc biệt phải được người có thẩm quyền cho phép. Tập trung cao việc quản lý di biến động dân cư, người ở nơi khác đến, về địa phương phải được quản lý, yêu cầu khai báo y tế, tuyên truyền người dân vận động người thân ở tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp, hạn chế về địa phương nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp bắt buộc đến về địa phương, khuyến khích thực hiện xét nghiệm trước khi đến về địa phương, giao ngành y tế hướng dẫn các cơ sở y tế, hướng dẫn người dân tự xét nghiệm. Trường hợp người dân không tự xét nghiệm được, việc xét nghiệm cho người dân bảo đảm chi phí ở mức thấp nhất. Đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, karaoke, căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định việc hoạt động và quy mô hoạt động.
yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát, ngoài việc phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch đã được quy định, phải trang bị vách ngăn để ngăn cách giữa người với người. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trong trường hợp được hoạt động thì chỉ được phép hoạt động đến 21 giờ hàng ngày và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đối với các hoạt động hiếu hỉ và các hoạt động liên quan, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát hướng dẫn quy mô, hình thức tổ chức hợp lý, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, khuyến khích người dân không mời người từ tỉnh ngoài về tham dự. Thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine, tổ chức tiêm an toàn nhanh nhất, chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022, khẩn trương tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến đi từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới Omicron để kịp thời cách ly y tế, xử lý triệt để, không để lây lan bùng phát dịch trong cộng đồng. 2. Tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp đến các cơ quan đơn vị hộ gia đình, người dân trong và ngoài tỉnh biết, nắm rõ, nâng cao tinh thần, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, vận động người dân không ra tỉnh ngoài nếu không thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát, thống kê chi tiết danh sách, số lượng người có kế hoạch trở về địa phương, người trở về địa phương trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để chủ động trong công tác phòng chống dịch theo nguyên tắc nắm bắt từng hộ gia đình, đồng thời báo cáo số liệu về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục rà soát, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, nhất là trong việc truy vết, xét nghiệm, thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ và không triệu chứng, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, nhất là tại các khu vực địa bàn có nguy cơ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Giám đốc Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố triển khai hiệu quả các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại các địa phương, chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn y tế căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trong tỉnh để đề xuất Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ thuốc kháng virus, thuốc đặc hiệu trong điều trị COVID-19, đảm bảo cơ số thuốc dự phòng. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành mục tiêu của tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, lấy mẫu giám sát, nghiên cứu, phát hiện biến thể, biến chủng mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Các sở ngành, y tế, giáo dục và đào tạo, công thương, văn hóa thể thao và du lịch, nội vụ, giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra đột xuất và trực tiếp tại cơ sở, tiếp tục hướng dẫn yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện xét nghiệm tầm soát, phát hiện sớm nhất các trường hợp F0 để kịp thời xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng và của địa phương nói chung. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thành phố tăng cường kiểm tra tại địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, nhất là trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhận công điện này, yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương khẩn trương nghiêm túc thực hiện. Các chỉ đạo trước đây trái với nội dung công điện này đều bãi bỏ. Giao Sở Y tế đôn đốc kiểm tra, giám sát, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh việc thực hiện công điện này. Chuyển sang tin tức khác, sáng nay Sở Y tế Thái Bình tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Tới dự có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 60 năm qua, dù gặp không ít khó khăn, song bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Thái Bình đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác dân số, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm giai đoạn 2009-2019 là 0,43%, tuổi thọ bình quân đạt 75,4 tuổi, cao hơn bình quân cả nước gần 2 tuổi.
Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được và đề nghị Sở Y tế, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh tiếp tục nghiên cứu chủ động, kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các chính sách về dân số phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh, phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, vị thành niên, người cao tuổi, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Phấn đấu đạt mức sinh thay thế 2 con trên một bà mẹ, tăng mức sinh ở địa phương có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương có mức sinh cao, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2. Trên 300 tập thể cá nhân vinh dự được Bộ Y tế, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tặng bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho khối học sinh trung học năm học 2021-2022. Cuộc thi được triển khai trên 15 lĩnh vực với 72 dự án của 138 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Các dự án tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực gồm robot và máy thông minh, kỹ thuật cơ khí, hệ thống nhúng, khoa học xã hội và hành vi. Trong đó nhiều dự án là những sản phẩm mang tính thực tiễn cao, có thể đưa vào sử dụng một cách hữu ích như mô hình tháp cho cá ăn tự động, thiết bị cảnh báo và chống lái xe sau khi uống rượu bia, làm giấy từ bã mía. Nhiều dự án gắn liền với công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19. Theo đánh giá của ban tổ chức, các dự án năm nay được chuẩn bị công phu, có nhiều đổi mới sáng tạo và mang tính thực tiễn cao, góp phần khuyến khích học sinh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng những kiến thức liên môn đã được học để giải quyết và sáng chế ra những sản phẩm phục vụ trực tiếp cho đời sống. Thưa quý vị và các bạn, tại Thái Bình, chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thuộc Sở Công Thương triển khai từ năm 2017 đã đạt được những kết quả tích cực. Chiến lược đã nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và hướng đến phát triển bền vững. Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình là một trong những đơn vị tích cực tham gia vào chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Bên cạnh việc đầu tư dây chuyền sản xuất nước đóng chai khép kín hiện đại, công ty còn thiết kế hệ thống xử lý nước thải ứng dụng công nghệ sinh học hiếu khí. Toàn bộ nước thải trong quá trình tách lọc nước khoáng và nước tinh khiết được tái sử dụng cho việc vệ sinh nhà xưởng, sau đó thu gom về bể chứa để xử lý. Trong cái bể chứa này thì nó sẽ có nhìn thấy các cái quả cầu đó, nó là các cái hạt đệm vi sinh. Cái này thì nó để cho cái vi sinh vật nó được bám vào đó, xong rồi sau đó thì là nó sẽ được đẩy ra và nó qua cái hệ thống xử lý, sau đó thì là được xử lý bằng cái hóa chất để nó vô trùng cái nguồn nước này và sau đó mới thải ra ngoài. Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình cũng là nhà máy đầu tiên là của tỉnh Thái Bình có cái báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chúng tôi tiếp tục đầu tư cái hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo là nước thải ra môi trường đủ các tiêu chí về môi trường. Còn tại công ty nhiệt điện Thái Bình, bà lãnh đạo công ty luôn xác định sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Hai tổ máy được lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện, khử lưu huỳnh trước khi khói thải thoát ra ngoài bằng ống khói có chiều cao 215m. Hệ thống xử lý nước thải tập trung được giám sát chặt chẽ. Các thông số nước thải sau xử lý không vượt quá quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại được thu gom riêng và ký hợp đồng với các đơn vị chuyên trách đưa đi xử lý theo quy định. Ngay từ khi mà xây dựng dự án thì chúng tôi đã yêu cầu bên phía nhà thầu là áp dụng những cái công nghệ xử lý môi trường hiện đại nhất. Bên cạnh đó thì cái thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường cũng được ban quản lý dự án trước đây và công ty hiện nay cực kỳ quan tâm và yêu cầu nhà thầu thực hiện một cách triệt để. Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Thái Bình đã xây dựng đề án thực hiện tư vấn hỗ trợ đánh giá về sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh, tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, biện pháp áp dụng và các chính sách về sản xuất sạch hơn cho trên 1.500 cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Mà cái lớp tập huấn này thì thực chất là mang lại rất là nhiều lợi ích cho những người nông dân cũng như các hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp của chúng tôi, chuyển đổi cơ cấu rồi tổ chức mô hình làm những cái nông nghiệp sạch cũng như là tiết kiệm năng lượng để mang lại thu nhập cho người dân rất là tốt.
Đến nay, trên 90% các đơn vị sản xuất kinh doanh đã nhận thức được lợi ích của việc sản xuất sạch hơn. Trên 50% cơ sở đã đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Để đẩy mạnh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Thái Bình tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả cao, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, hướng tới một nền công nghiệp xanh phát triển bền vững. Để phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường cũng như nâng cao chất lượng môi trường học tập, sáng nay công ty trách nhiệm hữu hạn TAV bàn giao và trao tặng thư viện lớp học và công viên vệ sinh cho trường tiểu học Vũ Lễ, huyện Kiến Sương và trường tiểu học Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Đây là một trong những dự án phát triển cộng đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn TAV. Dự án tập trung vào hai nội dung là lan tỏa văn hóa giáo dục, văn hóa đọc và phát triển công viên vệ sinh. Công ty đã trao tặng 38 tủ thư viện lớp học cho 38 lớp với hơn 2.000 đầu sách cho trường tiểu học Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, 16 tủ sách với hơn 800 đầu sách và công viên vệ sinh có diện tích gần 80m², đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế cho trường tiểu học Vũ Lễ, huyện Kiến Sương. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn thiết thực, hỗ trợ phát triển văn hóa đọc đến các em học sinh, cũng như giúp các nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện một cách bài bản, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh học đường, nâng cao chất lượng môi trường học tập cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, giúp nhau trong cuộc sống ở đồng bào Công giáo Thái Bình. Mô hình thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo ở giáo xứ Thuận Nghiệp, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư là một ví dụ. Nhiều năm qua, những buổi thiện nguyện giúp các hộ nghèo như thế này được giáo xứ Thuận Nghiệp duy trì thực hiện. Không phân biệt, gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn đều được giúp đỡ. Những phần quà tuy không lớn như gạo, dầu ăn và các nhu yếu phẩm, đối với những hộ khó khăn như gia đình ông Trần Quang Trụ, thì đó là nguồn động viên không hề nhỏ. Chúng tôi sống ở đây với đồng bào, với bà con theo đạo Thiên Chúa này thì là thấy rất là hài hòa, tình cảm lương giáo, nghĩa là không phân biệt. Đến nghĩa là đông vui, việc vui thì cũng như thế mà việc buồn cũng vậy, tình cảm giúp đỡ thân mật. Cũng chính từ tinh thần đoàn kết giúp nhau vươn lên trong cuộc sống của bà con giáo xứ Thuận Nghiệp mà gia đình chị Trần Thị Tình được sống trong ngôi nhà khang trang. Có nhà mới lại được bà con giúp phát triển kinh tế. Giờ đây cuộc sống của mẹ con chị Tình đã ấm áp hơn. Rất là cảm ơn cha xứ với lại giáo xứ Thuận Nghiệp này ạ. Mẹ con em có ngôi nhà cũng đỡ khổ, yên ổn để làm ăn ạ. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, 8 năm qua giáo xứ Thuận Nghiệp đã duy trì thực hiện mô hình an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài. Tổng kinh phí cho hoạt động này gần 800 triệu đồng do các nhà hảo tâm, bà con giáo dân quyên góp ủng hộ. Thì hàng năm ấy là giáo xứ Thuận Nghiệp làm rất tốt công tác thiện nguyện này và đã được nhân dân ở địa phương Bách Thuận là người ta đã ghi nhận. Cái hoạt động đó đã tạo nên một cái sức đoàn kết, các tôn giáo không phân biệt, lương cũng thế mà giáo cũng vậy, cho nên đã trở thành một cái mối đoàn kết liên hệ rất gắn bó cả chặt với nhau. Trong tâm tư của chúng tôi thì chúng tôi muốn là cái việc thiện nguyện này làm mỗi một ngày một tốt lên và một ngày một lớn ra, mở rộng ra các cái khu vực, không phải những ở trong xã, mà trong huyện, mà trong tỉnh, mà còn có thể là đi làm các việc thiện nguyện ở nơi khác. Kính Chúa yêu nước, gắn việc đạo với việc đời. Bà con giáo dân, giáo xứ Thuận Nghiệp đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp một phần sức lực nhỏ bé để cùng chung tay cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Chi cục Thủy sản Thái Bình vừa lập biên bản xử phạt vi phạm đối với tàu cá có số hiệu ND91239TS do ông Lương Văn Thu, sinh năm 1971, có địa chỉ xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định làm chủ. Cụ thể, ông Lương Văn Thu sử dụng tàu cá số hiệu ND91239TS có chiều dài 13m và dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Thái Bình, vi phạm Nghị định số 42 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu ông Thu chấm dứt hành vi vi phạm, dừng khai thác thủy sản và đưa tàu về cảng Diêm Điền để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.